Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel Ride It On. Mình đã có series phân tích về hình dạng cũng như nội dung sơ bộ về Kamen Rider 5 kỷ niệm 20 năm. Video lần này mình sẽ đưa ra giả thuyết. Phân tích này mình chỉ lấy từ tập cuối của series chính lẫn series Outsider được phát sóng gần đây từ chính Toei. Mình sẽ không lấy dữ liệu từ movie Kamen Rider 5 nhé. Và video này chỉ là giả thuyết của bản thân. Tất nhiên sẽ còn thiếu sót, các bạn hãy comment để góp ý với mình nhé. Mình sẽ tóm tắt sơ bộ những sự kiện xảy ra trong những tập cuối về Kamen Rider 5 và những sự kiện liên quan tới series Outsider nơi mà King Orphanos lẫn Smart Queen xuất hiện. Nếu các bạn đã xem cả hai nội dung trên, các bạn hãy tua tới phần sau nơi mà mình sẽ phân tích cũng như đưa ra giả thuyết của bản thân về tất cả những nội dung sẽ xảy ra trong Kamen Rider 5 kỷ niệm 20 năm. Mình sẽ để phần thời gian trên màn hình của video. Nội dung những tập cuối của Kamen Rider 5. Trận chiến với chủ tịch tập đoàn Smart Grand, cả ba Rider Kaisa, Fai và Delta đã hợp lực lại để tặng hắn của Rider Kick. Mặc dù không bị tiêu diệt, nhưng sau đó hắn ta cũng bị King Orphanos đánh bại. Sau chiến thắng này, tưởng chừng tập đoàn Smart Grand sẽ mất đi đầu não và chỉ còn lại đám Lucky Clover. Nhưng không, Kaiba lại được tuyển chọn trở thành chủ tịch mới. Nguyên nhân anh được tuyển chọn là vì tình yêu với con người. Nhưng có lẽ trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Kaiba cũng không thể nào chống lại được chuyện đó và gạt bỏ ngoài tai tất cả những lời nói, chỉ mong muốn được sống sót cũng như từ bỏ tất cả những hy vọng liên quan tới loài người, quyết tâm hồi sinh cho bằng được vua Orphanos. Kaiba đã hợp tác với nhóm Lucky Clover dẫn dụ Kusaka và đánh bại anh ta. Những bí mật của Orphanos cùng với thân phận của vua, thực chất vua chính là đứa nhóc luôn đi theo nhóm của Takumi và những người khác. Sau khi đông cứng Dragon Orphanos, nhà vua đã trực tiếp ăn hắn như một bữa khai vị cho sự xuất hiện của bản thân. Anh đã đấu tranh nội tâm vô cùng căng thẳng, đưa ra quyết định phải tiêu diệt đứa nhóc, đánh bại vĩnh viễn vua Orphanos. Nhưng khi anh kịp ra tay trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh đã bị cản lại bởi Kiba. Takumi đã thất bại trước hình dạng Kaisa mà Kiba đang sở hữu và đã bị tập đoàn Smart Grand bắt đi để làm thí nghiệm. May mắn anh đã được nhóm Mari hỗ trợ để giải cứu. Trận chiến định mệnh giữa anh cùng với Kaiba là thứ không thể tránh khỏi. Với sức mạnh áp đảo từ Splatter Foam, anh đã đánh bại được Kiba và làm cho Kiba dao động. Trận chiến cuối cùng cùng vua Orphanos, hắn ta đã hoàn toàn thức tỉnh và khả năng biến Orphanos trở nên bất tử. Trước quyết tâm của Takumi, Kaiba đã gia nhập lại với tư cách là Kaisa. Sức mạnh gần như tuyệt đối của vua Orphanos, hắn ta dễ dàng phá hủy chiếc xe của Fai cũng như thắt lưng Kaisa. Kiba cũng rơi vào hoàn cảnh gần như sẽ tan biến. Anh đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình khóa chặt vua Orphanos. Takumi tận dụng khoảnh khắc này để ra đòn Rider Kick dứt điểm. Cái kết của Fai vẫn còn bị bỏ ngỏ. Vua Orphanos chưa hoàn toàn bị đánh bại mà vẫn đang trong quá trình phục hồi. Có lẽ hắn xuất hiện trong series Outsider. Cái kết của Fai, ba người bạn nằm trên một đồng cỏ xanh. Họ nói với nhau về ước mơ, sứ mệnh phải tẩy trắng thế giới của Takumi. Chúng ta sẽ đến với phần tóm tắt thứ hai. Series Outsider là một những series Kamen Rider khá hay trong thời điểm gần đây, với sự xuất hiện của những Rider ngoài vòng kiểm soát như Horobi, Gem, Kamen Rider Brand. Nhưng bọn họ không phải là nội dung của tóm tắt lần này. Sau khi đánh bại được Rider Thousand Art bằng Musou Gamer, Gem đã thâu tóm hoàn toàn công ty, chuyển tên nó thành Gem Corp. Với quyền năng tạo ra Gem cũng như sức mạnh quá lớn từ Musou Gashat, hắn ta đã bị nhắm tới một cô gái với biệt danh Smart Queen. Nhưng nhân dạng của cô ta lại là Mari. Với cuộc điện thoại của mình, cô ta đã điện cho một nhân vật bí ẩn, chính là vua của Orphanos. Hắn ta đã hoàn toàn được hồi sinh. Smart Queen nhận nhiệm vụ thu thập lại sức mạnh cũng như công ty mà Gem đang sở hữu. Với sức mạnh khổng lồ trong tay, Smart Queen đã chuyển hóa thành Delta, thứ vũ khí công nghệ tối tân của năm 2003, và chống lại sức mạnh gần như của thần mà Musou Gamer đang sở hữu. Có lẽ đây là trận chiến cân nhất trong toàn bộ phim. Nếu không phải có chiếc mũi khoan phô tông đặc trưng trong series 5 vô hiệu hóa được kẻ thù, thì có lẽ trận chiến này đã cực nhạt, chứ không chả có chút hời hấn nào với Dan Kuroto. Dễ dàng đánh bại Smart Queen mà không tốn bất kỳ giọt mồ hôi nào. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. King Orphanos lộ diện với mục đích thật sự của hắn. Đó cũng có thể sẽ là lý do tại sao hắn ta lại không xuất hiện trong series 5 20 năm, vì hắn đang bận ở đây và để cho Dragon Orphanos ăn hành thay mình. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đầu tiên, những người đã sống lại trong phim. Mặc dù trong kết thúc của series Kamen Rider 5 họ đã biến mất, hai kẻ được hồi sinh là Dragon Orphanos, kẻ đã bị vua Orphanos ăn thịt hoàn toàn, và kẻ còn lại là Kusaka, bọn họ đã hồi sinh. Trong đoạn trailer chúng ta cũng không thấy được vua Orphanos cũng như nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện trong Outsider. Cô ta có lẽ đã bị đánh bại bởi Game, nhưng thú vị ở chỗ cô ta có hình dạng của Mari. Chúng ta cũng thể hình dung vua Orphanos có khả năng tạo ra những nhân vật với một hình dạng mà hắn ta từng ghi nhớ.
Nên việc hắn ta có khả năng tạo ra Kusaka lẫn Dragon Ophanot cũng là chuyện hiển nhiên. Như mình đã nói trong phần phân tích trước là Kusaka có tính cách phần nào đó đã bị thay đổi. Còn tin Dragon Ophanot từ một trẻ trâu chỉ biết so đo với những Ophanot khác để tham gia những trò chơi ngớ ngẩn của hắn. Hắn ta đã được đẩy lên tầm chủ tịch. Nên mình nghĩ đây có thể là hai bản clone được tạo ra trong thời điểm hắn đang đi tước đoạt sức mạnh mạnh hơn để hoàn toàn có sức mạnh thâu tóm nhân loại, biến tất cả bọn họ trở thành Ophanot. Khả năng hồi sinh cũng như tái tạo Ophanot đã từng xuất hiện với tên Tiger Ophanot trong Colder Decay, và trong trường hợp của file kỷ niệm 20 năm, tên vua Ophanot có khả năng đã có sức mạnh này từ đầu vì bản chất tên gọi của hắn, nhưng hắn vẫn chưa kịp sử dụng trong series chính, hoặc là khả năng do hắn đã có được khi tiêu diệt Dragon Ophanot và nâng cấp lên với sức mạnh nhà vua của hắn, làm cho khả năng này có thể tạo ra những Ophanot chứ không cần phải hồi sinh một chúng. Còn Kusaka, tại sao anh ta đã bị tiêu diệt nhưng nhóm của Mari lại hoàn toàn không có nghi ngờ về sự trở lại của anh ta? Sự việc này có khả năng bắt nguồn từ việc Kusaka bị đánh bại bởi Kaiba. Không có bất kỳ ai nhìn thấy trận chiến này, họ đến Kusaka chỉ còn lại là một đống cát và thấy được bức ảnh của anh ta. Do không có ai chứng kiến thật sự hắn ta đã hy sinh nên có thể dùng một lời nói dối là hắn ta đã thế mạng ai đó, cũng như có thể nó là màn kịch của hắn ta và Kiba tạo nên, nên hắn ta mới dễ dàng qua mặt tất cả mọi người và mọi người đều tin rằng hắn vẫn còn sống chứ không phải là một kẻ giả dạng. Vì bản thân về sau Kusaka cũng sẽ có được hình dạng Kaisonet, hắn ta có khả năng sẽ liên quan trực tiếp tới tập đoàn Smugren. Về phần mục đích của Takumi lẫn tên Dragon Ophanot chủ tịch của Smugren, Takumi tan biến đã có trong những tập gần cuối trong series chính. Việc anh ấy gia nhập có thể liên quan tới lời nói cuối cùng của anh ấy, tập 50. Anh ấy muốn tẩy trắng cả thế giới. Nó có thể liên quan trực tiếp tới khả năng của hình dạng Netfire. Mình không nghĩ họ nâng cấp một form chỉ đơn giản là tăng sức mạnh. Thực chất cũng chẳng có tên Ophanot nào mạnh tới mức mà Fire cần phải chiến đấu hết sức cũng như phải nâng cấp sức mạnh lớn như vậy. Có khả năng Netfire sẽ có một khả năng bí ẩn nào đó liên quan tới việc đánh bại cũng như thu thập lại dữ liệu của Ophanot, chứ không đơn thuần chỉ là nâng cấp sức mạnh của Fire. Và nó sẽ dẫn trực tiếp tới lý do tại sao Smugren lại muốn tiêu diệt toàn bộ như Ophanot. Trong đoạn đầu của trailer, chúng ta nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ với biểu hiện Ophanot trên mặt. Mình nghĩ ông ta có thể là một sản phẩm hoàn toàn mới từ King Ophanot hay tập đoàn Smugren, một dạng Ophanot không thể nào bị tiêu diệt, nên bọn họ muốn thanh lọc tất cả những Ophanot còn sót lại, những Ophanot để tạo ra giống loài hoàn toàn mới. Dạng Ophanot mới kia có khả năng có những đặc điểm gì? Bọn chúng sẽ không cần tấn công loài người mà vẫn có thể cộng sinh. Nên vì vậy chính phủ cũng như Takumi mới sẵn sàng giúp đỡ tập đoàn Smugren để tiêu diệt những Ophanot còn lại, hay đúng hơn là những Ophanot thế hệ cũ đang còn sống nhỡ nhơ ngoài thế giới. Đó cũng là lý do hợp lý tại sao chính phủ cũng như Smugren lại phối hợp, cũng như Takumi đã phản bội tất cả mọi người. Anh ấy muốn tiêu diệt những Ophanot cũ để tạo ra thế hệ hoàn toàn mới. Và có lẽ cuối cùng anh ấy cũng nhận ra bản thân cũng sẽ tan biến. Việc anh ấy là Ophanot cũ cũng chẳng quan trọng mấy, nên sẵn sàng tham gia chiến dịch này để cứu thế giới, một thế giới mà anh ấy hằng mong đợi. Và sau những trận chiến trong phim, có lẽ cuối cùng Takumi cũng được Mari thức tỉnh và anh ấy sẽ chiến đấu với vai trò như là một con người để bảo vệ cho nền hòa bình mà anh ấy đã từng tin tưởng. Lúc anh ấy nói câu này là trận chiến diễn ra trong rừng, và khung cảnh này cô gái Commander Moose đang tấn công bằng roi vào hai tên Ophanot. Đoạn này nhìn rất giống hỗ trợ Takumi, nhưng thực chất đoạn tấn công này Takumi cũng khá bất ngờ. Sau khi kết thúc đoạn tấn công, nó có vẻ cũng đã tấn công Takumi. Điều này khẳng định đây là trận chiến cuối cùng. Takumi đã hoàn toàn phản bội Smugren cũng như niềm tin mà Koromus dành cho anh ta, nên cô ta sẽ loại bỏ cả anh. Cô gái này cũng không phải là người xấu. Chúng ta cần một phản diện thật sự. Tin Dragon Ophanot khả năng sẽ có phần nâng cấp, và hắn ta mới thật sự là kẻ chủ mưu của toàn bộ và sẽ là kẻ bị tất cả những Rider đánh bại. Còn Kusaka, để hồi sinh mà biến anh ta lại trở thành một kẻ phản diện nữa có vẻ là hơi quá. Nên pha lật mặt của Kusaka có lẽ sẽ lật mặt với tập đoàn Smugren, chiếm lấy sức mạnh từ Kasanet để cùng với Takumi cũng như Koromus. Sau khi được Takumi thức tỉnh, cả ba sẽ phối hợp để đánh bại tên Dragon Ophanot. Đó là những giả thuyết tốt đẹp về series kỷ niệm 20 năm. Nhưng mình nghĩ có lẽ như nó sẽ không tốt đẹp được như thế. Theo những series gần đây thì có lẽ người hy sinh cũng sẽ không ít. Về phần Kaisan thì có lẽ cho dù anh ấy có nâng cấp sức mạnh thì anh ấy vẫn sẽ biến thành Kaisan thôi, vì đã tập 2 lần trong cả series chính lẫn movie, việc tập lần thứ 3 cũng không có gì đặc biệt. Hy vọng điểm cuối cùng này Takumi sẽ sử dụng một form nâng cấp từ Netfire để đánh bại hoàn toàn tên boss cuối, cũng như sẽ chính thức kết thúc cho số phận của anh khi thiêu rụi hoàn toàn cơ thể, tan biến hoàn toàn. Theo mình nghĩ đó là kết thúc mà nhà sản xuất muốn đưa tới Colorfire 20 năm. Và đây là toàn bộ giả thuyết của mình xoay quanh Colorfire 20 năm. Các bạn ý kiến gì về giả thuyết này không? Hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Mình là Ryan. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber.
Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Ryder On. Thanh quá trình. Hẹn xin.